Ai sợ ai? Phần đông các nhà nghiên cứu về chủ nghĩa cộng sản đồng ý chế độ cộng sản tồn tại nhờ vào cơ chế toàn trị, trong đó hai phương pháp được áp dụng song song gồm bạo lực làm cho con người sợ hãi và tẩy não làm cho nhận thức con người trở thành phụ thuộc. Tuy nhiên, bạo lực cách mạng dù sắc máu đến đâu và giáo dục trồng người dù tinh vi đến đâu cũng không thể thực hiện được một cách dễ dàng bởi lẽ con người không thể bị thuần hóa hay bị chế ngự một cách tuyệt đối lãnh đạo cộng sản thường gọi cuộc tranh đấu giữa chuyên chính vô sản và tàn dư tư bản là cuộc đấu tranh ai thắng ai thật ra để gọi cho đúng phải gọi đó là cuộc đấu tranh ai sợ ai bởi vì ngày nào người dân không còn sợ đảng Cộng sản. Đó cũng là ngày cáo chung cho chế độ Cộng sản độc tài. Tại Liên Xô, trong suốt 71 năm tại Liên Xô, ai sợ ai diễn ra một cách khủng khiếp, theo từng giai đoạn, từng thời điểm, với số người chết dưới chế độ Cộng sản được ước tính từ 20 triệu người đến 61 triệu người. Dù sắc máu bao nhiêu, Lenin và Stalin cũng không dập tắt được tiếng nói bất khuất của người dân tại các nước cộng hòa bị trị. Tháng Chiên năm 1987, Gorbachev nhận thức con đường duy nhất để duy trì chế độ là phải thực hiện cấp bách các cải tổ về kinh tế, cởi mở về văn hóa và chính trị. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, phần thắng trong cuộc chiến ai sợ ai đã nghiêng hẳn về phía người dân. Trận chiến ai sợ ai cuối cùng diễn ra vào sáng ngày 19 tháng 8 năm 1991, khi Boris Yeltsin, khoa học gia Milkai Arutyunov và nhiều người khác hiên ngang trực diện với chế độ Cộng sản. Và cũng là khi chỉ huy trưởng đoàn tăng Sergei Chidokimos quyết định không bắn vào dân. Mặc dù còn hơn 3 tháng, Gorbachev mới chính thức từ chức, nhưng hôm đó đã là ngày quyết định số phận của chế độ độc tài. Tại Trung Cộng, Mao là một trong số ít đồ tể hàng đầu của nhân loại, nhưng chính y đã nhận ra sự phản kháng của xã hội không thể nào ngăn chặn được và gọi đó là diễn biến hòa bình. Thật ra, nếu gọi cho đúng, đó là chuyển hóa xã hội dân chủ. Cuộc chiến ai sợ ai tại Trung Cộng đã diễn ra khốc liệt, sau trận chiến ai sợ ai, đẫm máu tại Thiên An Môn vào tháng 6 năm 1989, lãnh đạo Trung Cộng càng sợ dân hơn và áp dụng một chính sách trấn áp song song với hệ thống tiên truyền, tẩy não vô cùng chi tiết và tinh vi. Tại Việt Nam Riêng tại Việt Nam, theo tổng kết của sử gia Stephen Roosevelt, khoảng 200.000 người đến 900.000 người Việt bị Cộng sản giết trong thời kỳ thiết lập chế độ Cộng sản tại miền Bắc năm 1954. Tuy nhiên, không phải vì thế mà cuộc chiến ai sợ ai tại Việt Nam dừng lại. Điển hình nhất là cuộc nổi dậy Quỳnh Lưu. Từ năm 1975 trên phạm vi cả nước, sức đề kháng của người dân bị trị vẫn tiếp tục dưới mọi hình thức và trong mọi lĩnh vực. Sau khi hệ thống Cộng sản châu Âu sụp đổ đầu thập niên năm 1990, để tồn tại về mặt kinh tế hàng loạt các biện pháp đổi mới đã được lãnh đạo đảng thực thi bên cạnh những cởi trói trong văn hóa văn nghệ nhà tù luôn có thêm tù nhân mới nhưng ánh sáng văn minh thời đại cũng đã tràn vào qua những khe hở nhỏ nhiều tiếng nói khác đã bắt đầu được chống lên các mạng lưới dân chủ được nối kết các phong trào xã hội được hình thành Hiện nay, lãnh đạo cộng sản Việt Nam chỉ còn biết dựa vào tầng lớp bồi bút để bênh vực phần lý luận, dựa vào bộ máy quân đội công an để trấn áp đồng bào. Sự kiện nhiều chục ngàn dân liên tục xuống đường của đồng bào Hà Tĩnh và nhiều nơi ở miền Trung chống công ty Formosa gây ô nhiễm đang làm đầy ly nước bất bình công phẫn của các tầng lớp nhân dân đối với chế độ lãnh đạo Cộng sản Việt Nam thay vì đàn áp đẫm máu như họ đã làm để dập tắt cuộc nổi dậy của đồng bào Quỳnh Lưu, Nghệ An, tháng 11 năm 1956. Họ chọn lui vào thế thủ bằng cách im lặng và ra lệnh cho mấy trăm tờ báo, các hệ thống truyền thanh, truyền hình, im lặng. Nhưng lãnh đạo đảng im lặng được bao lâu? Và nếu không im lặng, họ sẽ làm gì? Chắc chắn lãnh đạo đảng không muốn tự đào huyệt chôn mình bằng một cuộc quỳnh lưu đẫm máu khác nhưng cũng không có nhiều chọn lựa dành cho đảng ngoài việc chờ cơn phẫn nộ của nhân dân lắng xuống và tìm cách thỏa hiệp riêng với các thành phần trong phong trào đây là thời điểm thách thức của lòng yêu nước và thái độ dứt khoát không phải chỉ nơi các lãnh đạo phong trào mà cả các tầng lớp nhân dân muốn đi cùng dân tộc và thời đại yêu nước không bao giờ quá trễ. Cuộc nổi dậy Quỳnh Lưu và phong trào chống Formosa tại Kỳ Anh cách nhau tròn 60 năm. Đó, một chặng đường lịch sử đầy hy sinh xương máu. Nhưng chỉ vì một mục đích tự do, dân chủ cho dân tộc Việt Nam. Hôm nay, tự do dân chủ không còn là một ước mơ, mà là một hiện thực trong tầm tay với. Mỗi người Việt Nam Bên cạnh những khó khăn phải chịu đựng, thử thách đang phải đương đầu, sẽ cảm thấy vinh dự vì được sinh ra và lớn lên trong một thời đại mà những đóng góp, những hy sinh của mỗi người sẽ góp phần làm thay đổi một cách căn bản hướng đi đích thực của dân tộc hôm nay và mai sau. Disney. Tương trình từ bài viết của nhà văn Trần Trung Đạo.